皆さん、こんにちは。コスモスのゾンです。Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video clip hướng dẫn học đọc hiểu bài số 5 chủ đề về Sumi trong cuốn sách Shukiweiko của học tiếng Nhật Cosmos. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Sumi. Sumi nghĩa là gì ạ? Là thụy miên, nghĩa là giấc ngủ đó. Đúng không ạ? Sumi. Sumi jikan to ka, đúng không ạ? Và trước khi vào bài đọc thì chúng ta sẽ cùng nhau check một chút thông tin cá nhân nhé. 毎晩何時頃寝ていますか皆さん。Hàng ngày, mỗi buổi tối thì các bạn thường ngủ lúc mấy giờ? 私は12時、1時ぐらいかな。で、2番。毎日の睡眠時間はどのくらいですか Cái thời gian mà bạn ngủ hàng ngày là khoảng mấy tiếng, khoảng bao nhiêu lâu? 皆さんは5、6時間とかですね。3番。毎日何時間ぐらい寝たいですか Bạn muốn ngủ một ngày bao nhiêu tiếng? 9時間。はい。じゃあ4番。寝られない時がありますか皆さん。いいえ。はい。寝られない時、どんなことをしていますか音楽を聴く。ゲームをする。ストレッチする。本を読む。羊を数える。その他。Đó là một số những cái việc mà chúng ta làm khi mà không ngủ được. Ví dụ như là 音楽を聴く nghe nhạc, game をする chơi game, stretch する stretch nó là stretch. Kiểu như thế. 本を読む羊を数える羊 là con cừu 1,2,3,4 đếm cừu. その他 ngoài ra.Và để hiểu rõ hơn nội dung này thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài đọc hiệu ngày hôm nay nhé. Và trước hết chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra qua bài đọc hiệu này có những chữ Hán gì nhé. Mai bang, neraredu, neraremas, yonaka, nankai, me, samedari, isha, soudan, hito, yoru osoku, katsudou suru, tsukin jikan, genin, suimin jikan,減少、体、不調、訴える、人、疲れ、自然、眠く、頬、十分、で、神経質。Và qua cái việc mà lọc cái chữ Hán này là chúng ta cũng sẽ kiểm tra được một chút xíu cái ý nghĩa tổng thể của bài, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc chi tiết nhé. あなたは毎晩よく寝られますか?Anata là bạn đó, các bạn thì mỗi tối có ngủ neraremasu ka? Nghĩa là có thể ngủ không? Nhưng mà đây là yoku. Yoku neraremasu ka? Nghĩa là có ngủ say không? Nghĩa là ngủ sâu giấc hay không? Tsugi, yoru nakanaka nerarenakattari. Yonaka ni nankai mo me ga samettari shite. Me ga sameru, me ga sameru. Là, me ga sameru, ne. Isha ni soudan suru hito ga.Câu này tuy hơi dài nhưng mà cách dịch cũng không hề khó. Trước hết chúng ta hãy cùng nhau phân tích câu. Chúng ta hãy để ý đến cuối câu. Ở đây là gì ạ? Okunatteimasu đó là trở nên nhiều hơn. Và ai nhiều hơn, cái gì nhiều hơn thì nó sẽ đứng ở trước trợ từ ka. Và đó là hito. Đó là hito là người. Người này có đặc điểm gì? Người này là có cả đống đặc điểm ở tầng phía trước. Người này là sao ạ? Là yoru nakanaka nerarenakattariđêm mãi chẳng ngủ được. Sao làm sao nữa? Yonaka ni nankai mo me ga samettari shite. Me ga samettari, me ga samettari. Nghĩa là tỉnh giấc. Đó, nửa đêm thì rất là nhiều lần tỉnh giấc và đến isha ni soudan suru và phải đến khám bác sĩ, đến thảo luận, xin lời khuyên của bác sĩ. Thì làm sao? Đó, tất cả những đặc điểm đấy là của người này. Nghĩa là những người đấy thì ngày càng đông hơn. Rồi, mata yoru osoku made活動することや通勤時間の長さなどが原因で睡眠時間が減少し体の不調を訴える人も増えています。Và ở đây lại có mata nghĩa là gì ạ? Mặt khác thêm vào đó đúng không? Bổ sung ý nghĩa. Làm sao ạ? Có hito mà các bạn ý nó luôn có cái mô đó. Mặt khác những người cũngFuetemasu, những người này cũng Fuetemasu. Okunatemasu với Fuetemasu thì
cùng một cái chiều hướng đúng không ạ? Nó là nhiều người này và những cái người này cũng đồng cũng tăng lên. Người này thì có đặc điểm gì nhá? Người này thì làm sao? Yoru osoku made katsudou surukoto ya tsukin jikan no nagasa nado ga genin de. Chúng ta thấy có genin de là chúng ta sẽ hiểu rằng là vế đằng trước này là chỉ nguyên nhân. Chính cái nguyên nhân đằng trước này dẫn đến những cái người bị đặc điểm đằng sau tăng lên. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cái nguyên nhân đằng trước là gì? Yoru osoku made katsudou suru. Katsudou là chữ hoạt, là chữ động. Hoạt động ở đây nghĩa là làm việc này, sinh hoạt này, chạy nhảy đó. Đó là làm đến tận đêm khuya, đêm muộn. Yoru osoku. Hay là những người mà có tsukin jikan no nagasa. Nghĩa là thời gian rất là dài, nghĩa là làm việc lâu. Đó, thì đấy là nguyên nhân để dẫn đến cái việc suimin jikan ga gensho shi. Gen này là chữ giảm rồi đúng không ạ? Giảm và chữ thiểu đúng không ạ? Nghĩa là giảm thiểu, nghĩa là ít đi, gensho, giảm bớt, đúng không ạ? Thì suimin jikan ga gensho shi, thời gian ngủ bị giảm bớt, dẫn đến là karara no fucho. Fucho là, nghĩa là bất chịu, nghĩa là gì ạ? Fucho ý là thể hiện là cái không có khỏe, không có tốt. Fucho, uttaeru, fucho, uttaeru là một cụm. Uttaeru ở đây á, nó chính là cái chữ tố, tố trong kiểu như là tố giác tội phạm á. Thì uttaeru nó có một cái nghĩa đó là tố giác ai đó. Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì nó không phải là tố cái cơ thể của mình. Mà là gì ạ? Cơ thể mình nó bị không tốt, nó không khỏe, nó ảnh hưởng đến cơ thể mình, đến sức khỏe của mình. Nhá. Các bạn hãy nhớ cái cụm fucho uttaeru, karara no fucho uttaeru. Đó. Thì câu này có thể dịch là mặt khác thì cũng có rất là nhiều người mà thời gian ngủ thì bị ngắn lại và ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Đó là do sao ạ? Do nguyên nhân là do họ hoạt động là đến tận khuya hoặc là thời gian làm việc thì kéo dài. Tiếp theo này. Hito wa tsukarereba zizen ni nemuku naru mono desu. Con người nếu mà mệt thì zizen ni tự nhiên nó sẽ nemuku naru. Nemuku naru, nemui là sẽ buồn ngủ, đúng không ạ? Ý là gì ạ? Con người mà mệt thì sẽ trở nên là buồn ngủ thôi. Đó, mono desu. Đó. Để giải thích cái điều này, đúng không ạ? Yoku nerareru ichiban ii hoho wa. Và cái ichiban ii hoho wa là gì? Hiruma juubun ni karara wo ugokasu koto desu. Ugokasu, karara wo ugokasu đó là vận động. Cái ugokasu này là chữ động nên bạn có thể dùng cho là vận động cơ thể hay là máy móc, đó đều được. Thì chúng ta sẽ dịch ở đây là gì? Wa. Cái phương pháp mà đó tốt nhất để ngủ say tốt nhất đó chính là việc là ban ngày á thì hoạt động vận động cơ thể thật nhiều vào đó. ある医者の話によると、ある医者các bạn còn nhớ cái bài trước là ある調査không ạ? Đó thì cái này nghĩa là gì? Có một cái bác sĩ nào đó thì đúng rồi, theo cái câu chuyện của một bác sĩ nào đó thì tuyu koto desu, thì chúng ta hiểu ra rằng, biết ra rằng là 睡眠時間は5時間で十分だ。Thời gian ngủ chỉ cần là 5 tiếng là đủ rồi. ですから、do vậy, 睡眠に関して神経質になりすぎない方がいいでしょう。Thì ở đây chúng ta thấy có từ 神経質, đó là chất, đúng không? Thần kinh chất, nghĩa là vấn đề về thần kinh. Nhưng mà thực ra nó còn một nghĩa bóng, nó là cái sự lo lắng hay là shinpai hay là kiểu như komaru gì đó. Thì ý là narisuginai hoga ii desho, nghĩa là chúng ta không cần phải quá căng thẳng về cái vấn đề liên quan đến suimin này đâu nhá. Đúng ạ, bởi vì sao ạ? Ý câu này, cả cái hai cái câu này chúng ta có thể liên kết lại với nhau theo một cái hàm ý, đó là gì? Thì theo cái nói chuyện của một vị bác sĩ á, thì là tôi hiểu rằng, tôi biết rằng là thời gian ngủ thì chỉ cần là 5 tiếng thôi là đủ rồi. Cho vậy ý là bạn cũng không cần phải ngủ quá nhiều nhưng phải ngủ thật là sâu giấc, ý là thế. Do vậy nhé, do vậy nên là liên quan đến vấn đề ngủ này thì bạn không cần phải quá là căng thẳng quá đâu, phải xin kê xích sự như thế đâu nhé. Và để xem là chúng ta đã hiểu rõ hết bài đọc hiểu vừa rồi hay chưa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi bên dưới nhé. 人々が医者に相談することは何ですか? Mọi người thì thảo luận với bác sĩ về điều gì? Các bạn thử trả lời xem. Đó là 夜なかなか寝られなかったり、夜中に何回も目が覚めたりしている人ね。そうですね。で、次。
睡眠時間が減少している原因は何ですか？把给原因比赛，我们的那个特征五就到那比赛，对，懂吗？第一，到啦，夜遅くまで活動している人とか、あとは通勤時間の長さね。で、三番、よく寝られる一番いい方法はどんなことですか？到啦，是呀，そうですね。で、次啦，昼間って十分に動かす、体を動かすことです。懂吗？và đó chính là nội dung liên quan đến phần suy minh về giấc ngủ của bài số 5 ngày hôm nay mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu. À, hy vọng rằng các bạn đã hiểu rõ hơn bài này và đừng quên làm thêm bài tập và tìm hiểu các nội dung về ngữ pháp từ vựng chữ Hán ở phía sau nhé. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật vui vẻ cùng với học tiếng Anh Cosmos. ご清聴ありがとうございました。バイバイ。また次のビデオです。